Bộ phim Mái ấm gia đình. Thật ra anh không hiểu lòng em. Chào. À, Casey à, lúc trước tôi đã dạy anh rồi mà. Trước khi anh ngồi xuống, anh phải hỏi ý kiến người khác mới được đó. À, Amanda là người mời tôi, cho nên tôi đành miễn cưỡng ăn cơm chung với anh thôi. Tốt, tôi cũng không ngại nhường chỗ để cho anh ngồi chung. Amanda không nói cho anh biết sao? Cổ thì là cứng đầu đó. Dùng cái từ cứng đầu để nói về một người phụ nữ hơn 40 tuổi, tôi mới nghe lần đầu đó. Tôi biết, nhưng mà những lời nói này chỉ là lời nói lén sau lưng thôi. Không có gì đáng ngại đâu. Ngửi thấy mùi gì không? Cơm cà ri của tôi thơm lắm mà. Không phải là nói cơm của cậu, là nói bên ông cha kìa, mùi thuốc nổ đang rất là nồng. Amanda đang trên lầu nói chuyện điện thoại đường dài. Hai nam một nữ, bữa cơm này e khó tiêu quá đó. Anh gọi đồ ăn giùm cho em, vài tiếng nữa là em xuống liền. À, là Amanda đã kêu tôi gọi đồ ăn giùm cho cô ấy. Monina, hả? À, cậu gọi giùm cho tôi một phần cá chiên giòn thật đặc biệt. À, ông cha, lúc nãy ông mới gọi món cơm bát bủ rồi mà. À, đây là Amanda đã nhờ tôi gọi giùm cổ. Cổ muốn nói là tôi muốn gọi gì thì cổ cứ ăn cái đó. Ăn kèm với bông cải xào, không có lấy khoai tây, là bởi vì Amanda sợ mập lắm. À, xin lỗi nha ông cha. Lúc nãy luật sư Liêu đã gọi phần cá chiên giòn cuối cùng của quán rồi. Nói cho anh biết nha, cái món này tôi gọi cho Amanda đó. Còn món khoai tây thì anh làm ơn đổi thành bông cải đi, không dùng mỡ bò để xào mà dùng dầu thực vật để xào. Khoan đã, là tôi tới đây trước mà, có lẽ là phần ăn này là phần của tôi. Lý lẽ gì đây, ai gọi trước thì là của người đó thôi. Mặc kệ ổng, Morning, ghi vào cho tôi. Ghi đi, ghi đi. Nếu như mà cậu ghi, tôi sẽ gửi đơn khiếu nại đó. Ờ, được. À, có thể nhà bếp tính sai rồi, tôi vô trong còn dư mấy phần cá ha. Ờ, Morning, ai thắng vậy? Tôi chỉ biết người thua là tôi nè. Cá còn sao chia ra hai phần được đây? Có cần tôi nói với Amanda không? Khỏi cần, có cách rồi. Amanda. Amanda. Hai, xin lỗi tôi tới trễ. Nè. Ờ phải, sao còn chưa có đồ ăn? Tảo. Ê, chúng tôi chờ đủ người rồi mới lên món thôi. Tên tiền. Hả? Cái gì đây? Phần này á là cá chiên dầu thực vật mà luật sư Liêu gọi cho cô. Phần này á là cá chiên mỡ bò luật sư Tra gọi cho cô. Hai phần này đều là bông cải không lấy khoai tây, có được không? Sao lại như vậy? À, bởi vì hôm nay hai vị này á gọi món giùm cho cô. Bây giờ một con cá hai kiểu ăn, như vậy mọi người vừa ý hết rồi chứ? Một giá tiền hai loại khẩu vị. Tốt. Nếu như cô Lâu đã thích thì tôi yên tâm lắm rồi. Không làm phiền mấy vị ha. Chỉ bằng dầu thực vật ngon lắm đó, ăn thử đi. Sao Casey và Amanda còn chưa tới nữa? À, chúng ta tới hơi sớm, chắc là họ sắp tới. À, năm nay kỷ niệm 30 năm của hội Phinh Đình, sáng sớm phải chuẩn bị hội mừng kỷ niệm này nọ, chắc là sẽ thêm nhiều điều thịnh đó. Damon à, đợi đủ người rồi bàn để tránh phải nói lại. Ok. Xin lỗi hai vị, xin lỗi tôi tới trễ. Vừa rồi bận bàn chuyện với du hội của Amanda. Tôi có quen thân với hãng rượu của nước Pháp. Sau khi bàn bạc tính toán, tôi đặt họ mấy thùng rượu vang hảo hạng, cho nên mới lên đây trễ đó. Casey à, cậu thiệt chu đáo, chúng tôi cũng quên nghĩ tới chuyện đó. Hai người mới đúng là có lòng đó. Mở cuộc dạ hội long trọng tới như vậy. À, nhắc tới tôi mới nhớ, có một năm chú tôi dẫn tôi đi dự dạ hội. Tới đó tôi thấy rất nhiều cô giống như tiên nữ giáng trần vậy. Họ giống như những tiên nữ bay lượn nhẹ nhàng ở trên hồ nước. Các bà cũng rất đẹp giống như tiên nữ. Có rất nhiều chàng công tử phải cúi đầu trước sắc đẹp của các người. Tiếc là lúc đó tôi còn nhỏ quá, nếu không tôi đã cúi đầu rồi. Cúi đầu lại hả? Đã lâu chúng tôi không có khiêu vũ, xương cổ cũng đã cứng hết rồi. Amanda là hội trưởng, để cổ nhảy đi. Bà Lý, bà Thi, ngại quá, tôi có một cuộc điện thoại đường dài nên tới trễ. Không sao, chúng tôi cũng vừa mới bắt đầu. Casey rất chu đáo đặt trước rượu vàng cho chúng tôi. Cảm ơn anh. Sao làm gì chứ, chuyện của em cũng là chuyện của anh. Amanda,
cô phải tập nhảy rồi đó. À, đúng rồi Amanda, mặc dù là hội trưởng của hội Phinh Đình, người đầu nhảy trong vũ hội cuối năm không được làm mất thể diện. À phải, định chọn người nào làm người nhảy chung vậy? À, tối hôm đó tôi không có hẹn, tôi ok. Trong ấn tượng thì cậu chỉ biết đánh banh, không thích khiêu vũ. Ở sân khấu lúc nào cũng thấy cậu đứng bất động. Không phải, chắc là bà Lý thường hay dậy sớm, tôi có nhảy mà. Ai ai cũng biết nhảy, coi coi ai nhảy đẹp hơn thôi. Ngược lại tôi nghe Casey nói rất có duyên với khiêu vũ. À đúng vậy, tôi từng đoạt giải quán quân đó. Cuộc thi gì? Là cuộc thi nhảy quán quân khu 18 đó. À, nhưng mà chuyện đã nhiều năm trước rồi. Có duyên trời thì sẽ nhanh lắm mà. À đúng Amanda, cô vẫn chưa có người bạn nhảy, hay là cô để Casey làm người đó đi. Khiêu vũ là phải yên lặng. Tôi vẫn chưa quen với nhịp của mình, đừng liên lụy người khác. Thầy Châu có nói, nếu cần thiết có thể làm bạn nhảy của tôi. Dù sao tôi và thầy nhảy cũng nhiều nhất. Được chọn thì tất nhiên chọn đồng nghiệp. Ở trong công ty, ai cũng biết thầy Châu, vừa nhìn là biết ổng nhảy cùng cô. Không tốt lắm. Tháng tới mới tiến hành, chuyện bạn nhảy lần sau bàn tiếp đi. Hay vậy à, hay là nghe theo ý kiến của Amanda đi. Tóm lại tôi sẽ dự bị, luôn luôn chờ lệnh. Casey, cậu hãy luyện nhảy lại là vừa. Nếu có thể sắp xếp thời gian, tôi nhất định sẽ luyện với Amanda. Nó không chừng chúng ta sẽ rất hợp với nhau. Coi tình hình sao đã. Là như vậy, lúc trước tôi có kêu cô tìm một giáo viên dạy khiêu vũ giỏi nhất Hồng Kông. Cô đã tìm được chưa vậy? Đã tìm được rồi, là Shirley Au. Các lớp dạy múa mà cô đã mở là trường dạy vũ đạo có quy mô lớn nhất Hồng Kông. Thanh Thanh cũng từng là học sinh của cô. Thật sao? Còn là giáo viên nữ nữa hả? Tốt, lập tức ghi danh cho tôi. Phải chắc chắn rằng phải là lớp của Shirley dạy, còn phải là lớp có một học viên. Tôi đã có hỏi cho ông rồi. Họ nói Shirley là hiệu trưởng, cô yêu cầu học sinh đích thân tới ghi danh để cổ nhìn, rồi cổ mới quyết định là dạy hay không dạy. Tôi biết, nhưng mà không sao đâu. Cô hẹn giúp tôi đi, hết giờ làm việc tôi sẽ đi gặp cô ấy. Ừ, có cần tôi giúp ông tìm một giáo viên khác để phòng hờ hay không hả? À, không cần đâu, hoặc là không học. Còn muốn học là phải học người giỏi nhất mới được. À, được rồi, đưa địa chỉ của cô ấy cho tôi. Hết giờ làm việc tôi sẽ đi ngay. Chắc chắn là cô ta sẽ nhận tôi làm học trò của cổ. Ok, không có gì, tôi ra ngoài làm việc. Ok, cảm ơn Mickey. Ừ. À, cô Lâu. Ừ. Anh học khiêu vũ à? Anh nói đàn ông học khiêu vũ dặn tới dặn lui nhìn rất là xấu. Chẳng thà bị xấu còn hơn để cho bà Thi và bà Lý cười và coi thường anh. Anh muốn làm bạn nhảy của em. Anh không muốn xem con bạch tuộc đó làm bạn nhảy của em. Tại sao? Ờ, nhìn cái vẻ kinh kiệu của anh làm cho anh thấy ghét. Vậy từ đầu tới cuối anh chỉ là vì anh chứ đâu phải vì em. Đương nhiên. Dạ xin chào anh, xin hỏi anh cần gì? Tôi là Đa Minh Tra, tôi có hẹn với hiệu trưởng Shirley của cô. Ý, tôi có để lại tin nhắn, nhắc anh không cần phải tới nữa. À, tại tôi chỉnh trạng thái im lặng thôi. Hèn gì, học sinh của Shirley tạm thời phải tăng giờ. Tháng này không có thời gian mở lớp mới, phải đợi tới tháng sau. Hả, là tháng sau? Không có được đâu, tôi nhất định phải học trong tháng này. Có thể yêu cầu học sinh đó nhường cho tôi được không? Anh cũng nói là anh chỉ học trong tháng này mà thôi. Sao lại trùng hợp dữ vậy? À, tôi có thể đích thân nói chuyện với hiệu trưởng của cô được không? Bây giờ cô đang dạy học sinh đó, sắp nghỉ giữa giờ rồi. Ê, cô ra rồi kìa. Casey. Hai, sao trùng hợp quá vậy? Vậy chính là đã giành thầy dạy của tôi sao? Anh đừng có ăn nói lung tung nha. Tôi học nhảy với cổ tính ra cũng được nửa tháng rồi. Còn anh đợi nước tới chân thì mới chịu nhảy. Thì ra anh đã biết được hội Phinh Đình tổ chức khiêu vũ cuối năm có đúng hay không? Thi năm nào cũng tổ chức vào thời gian này mà. Bà thì cũng nói cho anh biết hay sao? Thì ra anh đã chuẩn bị từ trước. Tôi không bao giờ đánh cược mà không nắm chắc phần thắng. Ha, nhảy nãy giờ đổ mồ hôi, cảm thấy thì là thoải mái anh quá. Anh học nhiều vậy làm gì? Coi chừng dập bẻ đó. Dập bẻ còn hơn có người không có nhảy được. Cô ấy rất là nhiều học sinh, anh có thể nhờ họ dạy cho anh đi. Nói thật ra, cổ là người, không phải là cá, không thể chia đôi được, ok? Ủa Casey, không phải anh nói muốn đi vệ sinh sao? Chúng ta còn vài bài nhảy phải tập nữa đó. Không thành vấn đề, xin lỗi nha. Xoay một vòng, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Xoay một vòng, 1, 2, 3. Shirley à, tôi là Đa Minh Tra, tôi muốn cô dạy khiêu vũ cho tôi. Xin lỗi, tôi không còn thời gian, tôi sắp xếp người khác dạy cho anh được không? Không được, tôi chỉ muốn học với cô thôi. Học trò lúc nãy đã chiếm hết thời gian của tôi, từ 9 giờ sáng tới 10 giờ đêm, không còn giờ nào khác, tôi thì không giúp được cho anh. Một ngày có 24 tiếng phải không?
Nếu cô không có dạy cho cái tên học trò đó thì tôi sẽ đến học ngay, cho dù sáng hay là tối, đối với tôi không thành vấn đề. Nhiều nhất tôi có thể chỉ dạy cho anh 2 tiếng trước 9 giờ sáng thôi. Trước 9 giờ có nghĩa là 7 giờ bắt đầu rồi hả? Có nghĩa là 6 giờ sáng phải thức dậy. Không có được đâu. Chỉ có 2 tiếng như vậy làm sao mà đủ. Thôi vậy đi, sau 10 giờ tôi lại đến học thêm. Như vậy là được rồi, phải không? Tăng ca ngoài giờ, học phí gấp đôi. Tiền bạc không thành vấn đề, quan trọng là cô không có vấn đề thôi. Tiêu Vũ, mà chúng tôi đã cố gắng tới mức độ nào đâu. Wow, bộ trang phục này rất hợp với ông đó. Có thể không vậy? Dạ thì. Nhưng mà tôi cảm thấy nó hơi chật một chút đó. Cô xem đi, cái thân hình đều bị lộ ra hết trơn rồi. Trời ơi, mặt trăng của ông rất tròn, phải thể hiện ra chứ. Thật sao? Nếu trăng khuyết quá đừng có khoe khoang. Muốn khoe là khoe trăng tròn kìa. Cô cần phải chói chang gì không? Nếu như không chói thì làm sao trở thành tâm điểm của khán giả được chứ. Quần bị bó như vậy, nhảy vài bước là rách, chắc chắn sẽ là tâm điểm của khán giả cho coi. Nè, hàng của chúng tôi sử dụng chất liệu của châu Âu, tính đàn hồi rất tốt. Cho dù có xoay tới xoay lưu thế nào cũng đảm bảo không đứt chỉ, hai vị cứ yên tâm. Bộ trang phục này không tốt, tôi phải đi thay bộ khác. Ông à, vậy còn ông, bộ này có vừa với ông không? Để tôi suy nghĩ. Cẩn thận một chút đi Bạch Tuộc à. Cho nên mới nói anh không có kiến thức. Cái này gọi là cảm động đó. Ông à, ông có thích bộ này không? Không thích, để tôi chọn tiếp. Vậy còn ông? Để tôi nghĩ coi. Wow, ông à, bộ này của ông thiệt là chói đó. Bắt mắt hơn bạn của ông nhiều. Hey, cái vết rách đó dưới chút xíu nữa đi tiểu không cần phải cởi quần luôn rồi. Đã nói rồi, không kiến thức thì đừng nói lung tung. Loại quần áo này không phải dễ mặc đẹp đâu. Không phải ai cũng có thể mặc được. Nhất định phải có cơ bắp, phải có đường cong giống như tôi. Còn anh, làm ơn đừng có làm cho mình bị lùn xuống. Còn có người ngắn hơn anh nữa sao? Ý xin lỗi, ý tôi nói là thấp hơn nữa. Anh tiến bộ thiệt là nhanh đó. Shirley, cô dạy giỏi thôi. Tôi thấy bây giờ tôi bắt đầu cảm nhận được nhịp điệu rồi. Tôi muốn hỏi cô, so sánh kỹ thuật của tôi với lại Casey thì ai giỏi hơn hả? Casey, anh đừng có nóng lòng quá. Điệu nhảy đẹp nhất không phải dựa trên kỹ thuật, mà dựa trên độ ăn ý của ông và bạn nhảy. Xem hai người có hiểu nhau không. Vậy tôi ăn chắc rồi. Anh không muốn bị thua, vậy có muốn tới thi nhảy không? Coi lúc anh lên nhảy thiệt sẽ như thế nào? Thi nhảy gì chứ? Mấy bữa nữa chúng tôi có tổ chức kỷ niệm lớp tròn 3 năm, mở một vũ hội để cho các học viên thể hiện tài năng cá nhân. Ồ, vậy được đó. Nhảy trong phòng tập và nhảy công khai hoàn toàn không giống nhau. Tiện thể để anh luyện tập nhảy trước đám đông, có dám tiếp nhận khiêu chiến không? Đương nhiên tôi dám. Nhưng tôi muốn hỏi cô, Casey có đi hay không vậy? Ảnh đi công tác, không ở Hồng Kông. Quá tốt. Tôi còn có một chuyện muốn hỏi. Tôi dẫn theo bạn tới có được hay không? Nếu cổ là cái người anh không muốn thua, tôi thấy cổ sẽ là bạn nhảy thích hợp nhất với anh. Đương nhiên không vấn đề. Yes. Shirley à, mấy ngày tới tôi muốn tăng cường luyện tập. Luyện tập thêm vài tiếng nữa. Trong vũ hội ngày hôm đó nhất định phải là người nổi bật nhất. Không vấn đề. Dù gì Casey cũng nghỉ vài ngày, tôi có thời gian. Ok. Vậy chúng ta đừng lãng phí nữa. Tôi muốn luyện thêm cái gì mà New York, New York.
Cảm ơn. Anh không đi ăn cơm hả? Sao lại tới đây? À, anh muốn cho em coi thành quả mà anh đã cố gắng suốt một tháng qua. Hi, Diamond. Cô lâu. Hi, Shirley. Lâu quá không gặp. Thì ra hai người quen nhau sao? Cổ là đệ tử nhập môn của thầy Châu đó. Anh biết. À, Shirley à, làm phiền cô giúp tôi tiếp Amanda. Tôi phải đi thay đồ kia đã. Ok. Đi thay đồ. À, Shirley. Cô lâu à, cô đừng khách sáo, tự nhiên ngồi đi. Lát nữa tôi quay lại. Cô lâu à. Morning. Cậu lén đi làm thêm hả? Đâu có cô lâu. Hôm nay Thùy Gia táo đầu, thầu làm hết nguyên chỗ này. Tôi danh chánh ngôn thuận đi làm đó. À, đi một mình hả? Không có, đi với Diamond. Ảnh mới đi khỏi thôi. À, phải rồi. Lần trước ăn cơm xong á, ông cha có nói... À, không có, không sao, cậu làm tốt lắm. Tôi sợ nhất là phật lòng tới ông cha đó. Cô cũng biết ông cha và Casey có những lúc... Hiểu mà. Amanda. Quần áo của anh phong độ lắm phải không? Hân hạnh được khiêu vũ với em. Tối nay em không có hứng nhảy. Thôi mà, đã tới đây rồi thì cùng vui đi chứ. Người ta đã không muốn nhảy thì đừng cố ép người ta. Casey, Shirley nói là anh đi công tác rồi mà. Hôm nay có khách quý tới, làm sao vắng mặt cho được chứ. May là công việc đã làm xong rồi. Mời cô. Casey à, thật tình tôi không muốn nhảy. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khoảnh khắc này. Chuyên nghiệp quá hả? Sao hả? Em thấy có thoải mái một chút không? Cũng được. Không cần khen, anh biết mình giỏi cỡ nào. Sao mà mỏng như vậy? Diamond. Em không nhảy nữa. Không nhảy nữa? Tại sao? Áo của em. Áo của em rất là đẹp. Không phải. Đẹp thiệt mà. Đó. Chà, đồ xuyên thấu kìa. Casey, tôi không nhảy nữa. Anh biết em không thích nhảy với anh. Vậy thì nhảy với anh. Không phải vậy. Bonnie, cô làm gì vậy? Chứ tôi nhảy liên quan gì tới cậu chứ? Hai người đủ rồi đó. Hai người không thấy áo cô lâu hoàn toàn bị xuyên thấu với anh đèn hay sao vậy? Cổ thật sự không muốn nhảy. Hai người khăng khăng kéo cổ ra làm cho cổ xấu hổ rồi kìa. Xin lỗi nha, xin lỗi. Xin lỗi. Hai người chỉ nghĩ tới mình. Có ai nghĩ tới cảm giác của tôi không hả? Tôi phải xấu hổ trước mặt mọi người nè. Chào cô Amanda. Chào. Hôm nay không phải cô tới lâu thị à? Tôi lên Thùy Gia trả đồ cho Morning. À. Chào sư phụ. À, hi Alice. Chào. Chào cô. Hi, ông Đặng hả? Chào buổi sáng. Cái điện thoại để đâu rồi? Không lẽ để trong xe? Có phải đợi anh hay không? Tôi không cần. Tôi đã quên điện thoại trong xe rồi. Các người cứ lên trước đi, không cần đợi tôi. Ok. Ăn cơm hả? Không thành vấn đề.
Chuyện gì mà mới sáng sớm đã thở dài? Chuẩn bị vũ hội cuối năm của hội Phinh Đình bận lắm hả? Công việc chuẩn bị đã có người làm rồi, tới lúc đó phải nhảy vài bài là được. À đúng, hôm đó cô tìm được ai làm bạn nhảy kia sư phụ à? Casey, tôi tìm Tàu Tổng là bạn nhảy của tôi, ông đã đồng ý. Tàu Tổng, có xứng hay không? Tìm bạn nhảy không cần phải xứng đôi, anh cũng không cần phải thật xuất sắc. Chỉ cần lúc thích hợp có thể đứng ra bảo vệ tôi, để tôi không phải xấu hổ là đủ rồi. Rất nhiều người đều làm được, nhưng lại có một số người lại không làm được. Tôi thật sự không hiểu đàn ông là ngốc hay là họ không tin rằng yêu cầu của phụ nữ chỉ đơn giản như vậy. Tôi